Anh Thi, cô ca sĩ nhí chỉ mới 14 tuổi, thành viên nhóm Hoa Mặt Trời. Anh Thi, chững chạc trong phong cách biểu diễn, điêu luyện trong giọng hát, thể hiện nhiều dòng nhạc cùng khả năng vũ đạo chuyên nghiệp. Hàng Chi quen quá. Nãy gặp bé phía sau hậu trường rồi. Làm chi quen quen, nhưng mà có vẻ như dạo này là bé lớn hơn so với những hình ảnh mà mình thấy ở trong đoạn clip vừa rồi. Một ca sĩ nhí. Dạ. Yeah. Vậy chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị từ cô bé này đây. Dạ, và chúng ta sẽ cùng chào đón cô bé Anh Thi. Rồi, chào con. Chào con. Dạ, con chào cô Ống và chú Quân và quý vị khán giả đang xem chương trình nè. Mời con ngồi. Dạ. Mình hỏi bé chút xíu ha, rồi sau đó chắc là em phải luôn tạm biệt anh á. Kia đúng không? Dạ, lui về hậu cung để quan sát từ xa. Giờ mình dạy bà cái này trước đi ha. Bé Thi, cái này nó có liên quan tới con không? Dạ. Chứ cô thấy là chú Quân suy luận quá trời. Dạ, con thấy chú Quân với lại cô Ốc nói cũng đúng. Đây là kiểu sợi dây này là nói về khoảng cách. Cũng liên quan đến mối liên hệ của quan hệ của con với các bạn, cũng trong gia đình con. Tức là đây là cái khoảng cách của con với các bạn trong lớp của con và cả những người trong gia đình của con. Dạ, có phải không con? Dạ. Yeah. Con ở lại tiếp tục và trò chuyện cùng với cô Ốc nha. Dạ vâng. Để nhường lại sân khấu này cho con và cô Ốc. Cảm ơn. Bye bye. Cảm ơn chú. Con nói cho cô nghe đi, là tại sao con lại buồn như vậy? Dạ, khi mà con ở trong trường á, thì các bạn nhìn con theo góc cạnh là một người nổi tiếng, rồi các bạn sẽ nghĩ con chảnh, không chơi với các bạn. Điểm thi đua với các bạn, với lại lớp con, với lại thầy cô của con là một điều gì đó rất là quan trọng. Tại vì lớp con lúc nào cũng đứng đầu khó chính cả. Tại vì lớp con là lớp chuyên nên các bạn rất là chú trọng đến điểm số. Mà con á, thì nhiều khi con bị bệnh á, con nghỉ thì các bạn cho rằng là mày chỉ xô chứ mày có bệnh gì đâu. Nhiều lúc các bạn nói mấy câu làm cho người khác tổn thương mà các bạn không nghĩ đến cảm xúc của con. Có một lần hai lần bé nói, chị cũng nói thôi con, ai nghĩ sao nghĩ, nhưng mà miễn mình có, tại bé đi khám bệnh á, rồi chị cũng lấy giấy khám bệnh đưa. Nhưng nhiều lúc bé nói thì mấy bạn hay nói này nói nọ đó, mà thực sự đó là bệnh mới nghĩ thôi. Tại vì bé là học diễn cấp rồi, lớp 9 và lớp 10 mà lớp chuyên nữa, đâm ra chị không có nhận xô. Thậm chí những ngày mà bé học chị không dám nhận xô, tại vì cả một năm trời học biết bao nhiêu công sức của bé. Kiểm tra bé học cũng 4 giờ khuya, nó rất là lo những về chuyện học tập. Nhưng mà cái tần suất mà con nghỉ học á, để tham gia các cuộc thi hay là đi quay hình có nhiều không con? Dạ không, tại vì con toàn quay vào chủ nhật không mà cô. Tức là nó đâu có ảnh hưởng đến việc học của con đâu đúng không? Nhưng mà các bạn lại cho rằng là mày nghĩ là mày chạy xô. Các bạn mặc định như vậy rồi, nên con nói các bạn cũng không tin, kể cả thầy cô cũng vậy. Tại sao con nghĩ vậy? Tại vì thầy cô cho rằng cũng như các bạn vậy đó, con đi theo nghệ thuật là con nghĩ vì quá đam mê con nghỉ học, bỏ đi con đường học vấn, nên con cũng không biết chia sẻ với ai ngoại trừ bản thân của con. Nhiều lúc con cũng muốn nói với mẹ nhưng mà mẹ không chia sẻ được với con, mẹ không hiểu con, mẹ không có thể chia sẻ cho con, không thể chia sẻ với con được, nên con không dám chia sẻ nữa, nên con giữ trong lòng một mình. Nhiều lúc con nói á, thì mẹ bảo là tại vì do mày tạo khoảng cách với người khác chứ không phải là người khác như vậy với mày. Với lại mày nghĩ nhiều quá thôi, chứ không người ta không có ai mà nói mày vậy hết á. Kiểu giống như là mẹ cũng có nhiều lúc nói với con là có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe, nhưng mà khi mà con nói thì mẹ không tin. Mẹ chưa bao giờ thật sự lắng nghe con trong việc này đúng không? Kể từ đó con không dám nói bất cứ chuyện gì của trường ở trường cho mẹ nghe hết. Mẹ chưa có hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của nó.
ở nhà hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không chị? Dạ có thầy. Tức là mỗi ngày hai mẹ con đều nói chuyện với nhau hay sao? Thì chị gần gũi bé nhiều, ngủ cũng ngủ chung, đi đâu hai mẹ con cũng đi. Thậm chí chị có chị đưa đi học tới trường, học thêm hay là học tới trường thì chị giao cho cô rồi chị về. Còn mà như là chị đưa bé đi học nhảy, học khác, MC rồi là chị đều ngồi chờ bé hết. Nếu con còn cảm giác mình khó chịu quá, con cứ nói ra cho hết. Nói ra được rồi con sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ở trong lớp thì tuy là nhiều bạn nhưng mà hầu như là không có ai thích con á. Con chỉ có một người bạn thân duy nhất. Có chuyện buồn, chuyện vui gì con cũng nói với nó. Kể cả chuyện gia đình của con cũng kể cho bạn nó nghe. Bạn đó là người duy nhất mà chia sẻ với con được những cảm xúc mất. Nhiều lúc con cảm giác như là con kiểu như trầm cảm, con không được bày tỏ cảm xúc ra với ai á. Rồi mùa dịch vừa rồi á, là con nghỉ thì cảm giác như là mình được nghỉ thì mình cảm giác thoải mái hơn khi không gặp các bạn. Tuy là các bạn nói là mày vô tâm quá, sao mà tiện bạn bè mà mày nói cái câu là nghỉ dịch mà mày cảm giác thoải mái hơn khi đi học, xong rồi cái nó không nhớ về các bạn gì hết. Xong rồi cái mặc dù con biết là các bạn nói vậy cũng đúng, nhưng mà tại vì các bạn đối xử với con kiểu quá có khoảng cách đi. Cô hiểu rồi, cô hiểu vấn đề của con rồi. Con không thể nào vô tư giống như trong lúc con đi ghi hình cho các chương trình hay là con quay những đoạn clip nữa. Tại vì lúc đó là con được ở trong cái thế giới của con. Con cảm thấy con thoải mái khi con được hát, được nhảy, được biểu diễn. Và những người bạn trong nhóm của con cũng cùng đam mê với con. Thành ra là ráp lại thì ai cũng hiểu cho những người khác. Còn trong lớp của con thì các bạn lại là những bạn rất là bình thường. Và các bạn không có cái cơ hội để mà biểu diễn. Và các bạn cũng không có phải xem đó là đam mê nữa. Cho nên tự nhiên về cái mặt sở thích đó, là nó đã không có hợp nhau rồi. Thì khi nó đã không khớp nhau, đâm ra là con với các bạn không có cơ hội để mà trao đổi, để mà nói chuyện. Và cái khoảng cách nó cứ mỗi ngày mỗi xa. Con nhận thấy rằng con bắt đầu bị cảm giác cô lập là từ lúc nào? Từ năm lớp 6 cô. Lúc đó là con cũng hòa đồng với các bạn, cũng chơi với các bạn. Từ đó một khoảng thời gian á, thì các bạn mới biết con là đi theo con đường ca hát, nghệ thuật. Sau đó thì các bạn từ từ tạo khoảng cách với con, cho rằng là người nổi tiếng thì tao không dám chơi với mày. Con cũng không hiểu lý do tại sao các bạn nghĩ như vậy. Rồi các bạn bắt đầu ác cảm với con, rồi không muốn chơi với con nữa. Nhiều lúc con nói chuyện với các bạn mà các bạn không để ý đến lời nói của con, không trả lời con luôn. Kiểu như là coi như là con không có xuất hiện gì. Con cũng biết là con trong tuổi gọi là tuổi teen, tuổi dậy thì, nên cũng có nhiều cảm xúc rất là lạ. Tự nhiên buồn vui bất thường rồi con. Con cũng không hiểu nữa. Nhưng mà khi mà con đi học về, con bị áp lực trên trường. Nhiều lúc về thì con không có được thoải mái, nên con nhiều lúc con cũng trả lời với mẹ. Mà mẹ thì nóng tính, mẹ cũng hay la con, nên con cảm giác như là không có ai đi chia sẻ được hết. Nhiều lúc con muốn nói, nhưng mà con nghĩ là mình nói thì mẹ mình có hiểu đâu. Mẹ của bé Thi là đã nghe hết câu chuyện của bé rồi, phải không ạ? Hả? Khi chị nghe những điều này thì cảm giác của chị ra sao ạ? Chị cũng có khuyên bé là thôi, chị cũng có nói với mấy cô rồi. Con cứ yên tâm đi, không sao đâu. Thì con cứ học đi. Những lúc chị sinh bé bệnh đó, thì ở trong nhà trường nói chung là mấy cô cũng không có tin. Nghĩ là bé không phải là bệnh mà đi diễn. Chị cũng nó cũng chia sẻ, chị cũng nói thôi kệ ai nghĩ sao là sao, chứ chị cũng vô chị nói với mấy cô rồi cho nó hiểu.
Tại vì rõ ràng là chắc là mẹ cũng hiểu con đó Thi, nhưng mà quả thật rằng là cái chuyện mà chia sẻ được ở cái mức độ nào thì nó cũng là một cái vấn đề rất là khó. Tại vì đây là cái vấn đề thuộc về bạn bè và cô. Mẹ thì cũng có trao đổi với con rồi, nhưng mà quả thật khi mà các bạn nhìn con với một cái ánh mắt như vậy và có một cái khoảng cách thì chắc chắn rằng là con sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Và điều đó dưới góc độ của mẹ thì có thể là mẹ lại làm giảm nhẹ vấn đề đi một chút xíu, thì cũng ráng là động viên con theo kiểu là ừ cứ cố gắng đi. Nhưng mà quả thật là mỗi ngày khi mà con đối diện với các bạn như vậy, con gặp những cái nhìn của các bạn như thế thì cái cảm xúc của con sẽ là một cái điều nó rất là khó chịu. Và những cái mà con trải qua thì với con ở cái độ tuổi này quả thật nó là một cái áp lực rất là lớn. Và mẹ có cái sự chia sẻ nhưng rõ ràng rằng là cái sự tương tác về mặt cảm xúc ở đây thì con vẫn cần mẹ nhiều hơn nữa. Nhưng mà có thể rằng là vì cái động viên và giảm nhẹ đó thì con cảm thấy là đôi khi mẹ cũng chưa có thật sự hiểu con, đúng không Thi? Yeah. Nhưng mà đã bao giờ con có nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con về cái tình trạng của con cũng như là cái nhìn của bạn bè đối với con chưa? Dạ con chưa bao giờ nói á. Tại vì cô cũng không có thiện cảm với con. Ngoài giờ học hoặc là trong giờ ra chơi thì có bao giờ con lên con gặp cô để hỏi thêm bài hoặc là chia sẻ thêm vấn đề gì đó không? Dạ hỏi bài thì con có bạn để hỏi, còn việc mà việc riêng tư của con thì con không có chia sẻ với ai ngoại trừ mẹ với lại bạn thân của con. Nhưng mà các bạn khác ở trong lớp có hay trò chuyện với cô không, hay là chỉ có mình con không trò chuyện với cô? Mấy bạn thì cô chủ động, cô chủ động trò chuyện, còn riêng với con thì cô không quan tâm, kiểu cô không có quan tâm đến chuyện riêng tư của con, kiểu như là trong lớp thì cô chào vậy thôi chứ cô không nói gì hết. Cô chủ nhiệm là năm nay mới chủ nhiệm con hay là từ những năm trước rồi? Dạ, từ nửa năm nay. Từ nửa năm nay. Nhưng mà những thầy cô của những năm trước đó thì sao con? Thầy cô của những năm trước thì con có được một người cô chủ nhiệm. Cô đó là người cô mà dạy con lâu nhất. Với lại tạo cho con cảm giác ấm áp khi được ôm cô, tại cô nó rất là hiểu con, tâm sự cùng con. Còn nhìn qua thì thấy nó cũng chẳng có gì gây nguy hại, hay là nó cũng chẳng phải là một cái gọi là yếu tố rủi ro, nhưng mà thực tế là nó gây ức chế về mặt tâm lý. Nó là một dạng bạo lực học đường. Tại vì thật ra bạo lực học đường nó có nhiều dạng lắm, và ở đây thì nó có thể xét dưới góc độ là bạo lực về mặt tinh thần. Cái sự xa lánh của bạn bè hoặc là cái nhìn nó không đúng mực của bạn bè đó, nó cũng là một cái dạng như vậy. Là đôi khi phải chấp nhận sự khác biệt giữa mình và những người bạn còn lại, đặc biệt đối với những đứa trẻ có một cái khả năng nào đó khác bình thường, khiến cho dù muốn hay không con cũng nổi bật hơn các bạn khác, và làm cho tự nhiên một cái lớp đang rất là bình tự nhiên nổi lên một người bạn có vẻ lúc nào cũng gây sự chú ý, thì cái tâm lý của các bạn đó có thể một chút nào đó không thoải mái. Nhưng cái tâm lý của con, của bé Thi và cả những cậu bé, cô bé có khả năng đặc biệt về một lĩnh vực nào đó, chúng ta phải chấp nhận mình hơi khác người khác. Mình chấp nhận cái sự khác biệt đó, bởi vì chính cô cũng đã từng trải qua điều đó. Cô không bị các bạn ghét, nhưng cô có cảm giác rằng là các bạn cũng không thích mình lắm. Cô có cảm giác đó. Nhưng mà cô thì cô lại hay chủ động làm quen, chủ động kết nối, cho nên cô có thể tự giải quyết cái vấn đề đó của mình. Còn con thì con hơi thu mình lại. Con nói con có một người bạn thân mà con không có chủ động để kết thân với những người bạn khác. Về thì con không nói được với mẹ, đâm ra cái khoảng cách đó càng ngày càng lớn. Vẫn còn bị rập khuôn rằng học giỏi là phải đạt điểm thi đua này, phải lúc nào cũng phải là điểm số, phải là cao nhất. Còn những cái lĩnh vực khác thì lại không công nhận như vậy là giỏi, và nó không có cái tính đồng đều, nên là nó gây ra cái sự khoảng cách giữa những người bạn mà có cái khả năng đó với những người bạn không có. Và cái sĩ số trong lớp quá đông, thành ra thầy cô cũng không quản nổi. Nên đôi khi có thể là nhiều khi thầy cô thấy, có thể là một phần nào đó thấy con là con quan tâm nhiều hơn đến cái việc ca hát, nhảy múa, nên là thầy cô nghĩ rằng là việc học đối với con nó không phải là điều quan trọng nhất, chứ không phải là thầy cô ghét con. Cô nghĩ như vậy. Một phần nào đó cũng có thể là do con nhạy cảm, nên là mình cũng hơi nghiêm trọng hóa mọi việc. Nhưng mà
Cái này thực sự là nói ra thì nó rất nhiều, nhưng cô chỉ mong rằng là những cái gì cô vừa nói thì con cũng hiểu rằng là những người lớn người ta cũng hiểu được điều đó. Như cô là cô hoàn toàn hiểu câu chuyện của con, và cô muốn nói cho con biết để con hiểu rằng là có thể mọi chuyện nó không phải là nghiêm trọng như con đang hình dung. Em không biết anh Quân có hiểu hết những cái ý em vừa nói hay không. Quân rất là hiểu những cái điều mà ông vừa chia sẻ. Tiếc một điều rằng là khi mà con gặp những câu chuyện đó, con đã từng có những người thầy, người cô rất là đồng cảm với con, chia sẻ với con, đúng không? Nhưng mà thầy cô thì con hiểu rằng là thầy cô có rất nhiều việc. Nhưng khi mà con có những cái vấn đề gì đó đó, con mở lòng mình hơn một chút xíu, con chia sẻ với thầy cô, biết đâu thầy cô lại có cái nhìn khác đi thì sao? Và lúc này do con đang giữ một cái tâm thế, con nghĩ rằng là thầy cô không quan tâm đến con, và con cũng tự động khép mình lại. Nhưng mình là học trò mà, vậy thì mình cứ tự thử mở cái cánh cổng đó ra thử coi. Con gần với cô hơn một chút xíu, con có thể là xin phép cô một cái khoảng thời gian nào ngoài cái giờ học á, thì con có thể là chia sẻ câu chuyện của con. Thì chú tin rằng là chắc chắn là thầy cô nào cũng vậy thôi, sẽ có luôn luôn là sẵn sàng lắng nghe học trò của mình. Và cái con đường riêng của con đúng là nó sẽ có những cái sự khác biệt với các bạn. Và quả thật rằng là con đã đạt được những cái vinh quang, những cái giá trị nhất định trong cái nghề của con. Thì bên cạnh đó có thể là con sẽ ít bạn hơn các bạn khác, nó cũng là một điều bình thường. Nhưng mà bản thân có một người đó, vậy thì không phải là do các bạn không chơi với mình đâu, mà có thể là thời gian mình ít quá, hoặc là mình cảm thấy rằng là chỉ có một người đó thì mình dồn toàn tâm toàn ý với bạn đó. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những bạn mà rất là muốn chơi với con luôn á, mà có thể là con chưa có đưa cái vòng tay của mình ra để bạn ấy chủ động chơi với con. Nên là chú Quân nghĩ rằng là con mở lòng hơn một chút xíu nữa. Và mẹ đó thì cũng sẽ là cái người đồng hành về mặt tâm lý với con nhiều hơn nữa. Mẹ hiểu hết mọi thứ đó, nhưng mà đôi khi cái cách giảm nhẹ vấn đề của mẹ thì lại làm cho con cảm thấy rằng là mẹ không có hiểu mình. Mẹ cứ nghĩ là không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra với con thì đây là một áp lực rất là lớn. Tại vì khi mà ở trường con chịu những cái sự áp lực và thiếu sót như vậy đó, về nếu mẹ chỉ nói rằng là không có gì đâu, cứ kệ đi, thực ra con đâu có kệ được. Trong cái ngày nào con cũng phải đối diện với câu chuyện như vậy mà. Giờ cô kể câu chuyện vui nè, để mình khép lại chương trình nè. Con gái của cô hay tâm sự với cô lắm. Bé ở nhà tên là Cô La, mà bà Cô La làm cũng có máu nghệ thuật rất là điệu, và lúc nào cũng coi như là đi học là như đi trình diễn vậy đó. Và mình có tâm sự với con là hồi đó mẹ đi học, mẹ cũng không được mấy bạn thích lắm đâu. Thế hỏi, ủa tại sao mà mấy bạn lại không thích mẹ? Có phải là tại vì mẹ hay tham gia biểu diễn không? Thì mình mới nói chắc cũng đúng, tại vì mẹ rất là năng nổ trong các hoạt động văn nghệ. Mà cũng có thể là do mẹ là người Bắc, lúc đó cô còn nhỏ thì cô mới từ ngoài Bắc vào, nên hồi đó hay bị chọc á. Thì cô cũng nói với con cô như vậy. Xong là nó suy nghĩ. Con nghĩ mẹ mà bị mấy bạn ghét là tại vì mẹ đẹp. Xong mình nghe con mình nói vậy, mình cũng chắc cũng có thể vậy đó con. Cái xong nó im, nó nói tiếp, con không có một bạn nào ghét con hết. Mình suy nghĩ, trời, không lẽ con mình nó định nói rằng tại vì con không đẹp cho nên không bạn nào ghét con. Mình quay qua, tại sao vậy con? Tại vì nhóm con ai cũng đẹp. Cả nhóm ai cũng đẹp cho nên sẽ không có ai ghét ai hết. Thì cô rất là mắc cười lúc đó. Cô nghĩ, trời, vậy mà mình suy nghĩ chỉ cho sâu xa, trong khi là chuyện của con nít. Và rõ ràng là bạn ấy cũng biết rằng là bạn ấy có một nhóm bạn thân điệu giống nhau, đi học là ngày nào cũng nơ nơ kẹp kẹp như vậy, và chia sẻ với nhau mọi thứ, và không có sự phân biệt. Thành ra là mỗi ngày đi học là con cô rất là vui. Thì cô nghĩ cái câu chuyện này cũng có thể nhắn nhủ đến con. Con chủ động hơn trong việc kết nối với các bạn. Cô nghĩ các bạn sẽ không thể ghét một người bạn dễ thương và tài năng như con được. Mẹ cũng có thể là lâu lâu mời bạn của con về nhà nè, nấu một vài miếng bữa ăn gì đó để cho con cùng với các bạn chơi. Hoặc là khi mà con biểu diễn gì đó giống như cô Ốc nói đó, thì rủ các bạn đi. Ngoài một người bạn thân, mình có thể rủ thêm 1, 2, 3 bạn nữa. Thì bắt đầu là từ từ cái mối quan hệ của mình nó sẽ mở rộng ra. Con còn 3 năm cấp 3 lận nữa. Và có thể là bạn cấp 2 thôi, tạm thời coi năm nay là học đi. Nhưng mà mình sẽ kết nối vừa phải. Nhưng còn 3 năm cấp 3 nữa mà, thì mình còn lại phải kết nối với những người bạn hoàn toàn mới nữa. Và chắc chắn rằng là sau năm nay rồi thì con lại có một cái trang tiếp theo, lại có những người bạn tiếp theo. Và lúc đó với cái tài năng của con cộng với cái sự mở rộng ra một chút xíu, thì chắc chắn rằng là con sẽ có rất là nhiều người bạn. Và lúc đó họ sẽ hỗ trợ và ủng hộ cho con, không chỉ trong chuyện học mà còn giúp cho con trong nghệ thuật nữa đó. Dạ.
Cảm ơn chú Bùi Hồng Quân đã thay cô Ốc khép lại chương trình ngày hôm nay với lời chia sẻ vừa rồi. Và xin được cảm ơn mẹ con bé Anh Thi. Cảm ơn chị Ngọc Giàu ạ. Thưa quý vị khán giả, đó chính là câu chuyện ngày hôm nay từ bé Anh Thi. Và chúng tôi hy vọng là câu chuyện này cũng sẽ chạm được vào cảm xúc của quý vị khán giả. Và các bạn nhỏ, nếu có bất kỳ một điều gì muốn tâm sự cùng với cô Ốc, cùng với chương trình thì hãy gửi thư về chương trình nha. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Xin chào.